Rồi tiền nhà trọ thì có đưa nhiêu đưa, còn không có để đó đi. Rồi từ từ có tiền thì trả bà. Dạ. Để gãy răng ở trên. Thành ra là cũng giật nó giật cái số gãy răng trên nha. Giật cái số đã bà, bây giờ cái số nữa. Ờ đi với nó giật. Kiên nó thì đội la lên kiên nó cây nó rửa sao nó chụp lại được. Trời ơi. Nó giật thế. Lớn tuổi đi bán cái số gì còn thêm bị giật cái số nữa thì nó chống gãy đi rồi rung rung vậy nè, rồi cái nó đi ngang cái nó được coi giật. Giật chạy. Chạy rồi la lên thì nó chạy mất rồi. Trời ơi trời. Khổ thiệt khổ ta ơi. Quá khổ. Đã khổ gì bán cái số rồi già cả mà tụi nó còn không tha nữa ta. Nó giật mấy người già vậy nè chứ mấy người trẻ nó đâu dám giật. Dạ. Già yếu chống gậy thì nó giật để mà gượt theo không kịp á ha. Nó vỗ không đa nó chạy mất rồi nó sang lại nó lấy tiền còn mấy người mạnh nó đâu dám giật. Nhà đó nhà có cặp gậy của cái ông đó ở đâu không biết nữa. À, kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương đã gửi cho con số tiền 300 đô là 6.9 của một mạnh thường quân tên là chị Nguyễn Kim Thanh. Dạ. Chị Nguyễn Kim Thanh bên Hoa Kỳ. Dạ, gửi cho bạn Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương là 300 đô là 6.9. Thì bạn Thành Nguyên gần đây thì bạn đã về miền Trung cho nên là cũng không có thời gian để mà về lại miền Tây để trao cho bà. Thì Thành Nguyên và bạn con bạn Thăng nhờ con đến đây để thăm bà và trao số tiền của chị Nguyễn Kim Thanh ở Hoa Kỳ ha. Gửi cho bà 6.9. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.900.000 bà ha. Dạ. Quá mừng rồi. À, tôi Dũng Thái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Tiến Dũng đang có mặt tại phường Vĩnh Thạnh, thành phố Châu Đốc để đến thăm một gia cảnh của một bà lão 83 tuổi đi bán vé số hàng ngày để nuôi thêm một cháu trai bị tâm thần 33 tuổi. Thì ngay sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị cùng theo chân của Tiến Dũng vào bên trong nhà để gặp bà lão bán vé số nhé quý vị. Xin kính mời tất cả quý vị nhé. Và bây giờ Tiến Dũng sẽ đi vào bên trong để thăm lại bà Sáu nhé quý vị. À, bà hôm nay bệnh thế gì? Dạ, con chào bà Sáu. Dạ. Bà Sáu khỏe không? Đau quá, đau. Gì hả? Đang cậu gió hả? Dạ, không có tiền bà thì 80 mấy tuổi. Vậy hả? Nuôi đứa nhỏ thằng gì? Nguyên cháu của bà đó, ảnh rồi, ảnh rồi. Nó đi người ta dẫn đi cái thuốc rồi bị nó giật. Bà còn nhớ con không? Nhớ con không? Lúc trước con ghé thăm bà 2-3 lần đó. Thì hôm nay với Nguyễn Lợi kỳ rồi nó quá tệ rồi. Dạ. Sức khỏe của bà hôm nay con thấy kém quá. Kém dữ lắm con. Dạ, cách đây cũng cỡ 3 tháng 4 tháng rồi con mới trở lại thăm bà. Đó chứ này bà con thấy không? Dạ. Quá kém rồi con là tay chân rút của trơn. Chị là sao với bà vậy? Ở dưới này lại cậu gió á. À vậy hả? Chị ngồi đi, chị ngồi đây đi. Chị ngồi xuống đi. Nhà trọ chung á rồi cậu gió á. Vậy hả? Ừ. Chị ngồi gần đây là sẵn em hỏi chuyện chị luôn. Chị cũng ở thuê phòng trọ với chung với bà đây hả? Dạ. Cậu gió giùm. Rồi bà giờ này bà còn đi bán vé số được không? Bán mà bán không nổi. Hả? Bán không mời có 50 vé ngàn ngàn. Tiền nó trở về. Cũng còn bán vé số lai rai. Dạ. Nhưng mà bán ít lại 50 vé thôi. Vậy chứ bán nổi không có tiền lấy gì lấy bán. Rồi về lo cho con cháu nữa. Nó bị giật mấy ngày nay nó giật quéo tay vậy. Vậy hả? Chẳng thì rồi như con lại đó. Thì ảnh con biết ảnh bị cái tinh thần không được ổn định. Ảnh bị thiếu nước mà. Không biết. Thiếu nước đó. Dạ dạ. Thấy bà năm nay tiều tị quá mấy quá tháng nay. Tệ không? Năm nay mấy tháng trước con lại còn đỡ năm nay. Đúng rồi. Mấy tháng trước nó lại nó thăm á còn khỏe mạnh lắm. Dạ. Bây giờ quá tệ. Rồi bà đi đứng bán số là có ngồi xe lăn hay là chống gậy bà? Nè có hai cây gậy nè. Hai cây gậy hả? Dạ. Vậy hả? Đây. Đó. Đây là trong phòng của bà nữa gì?
là hai cây gậy nè. Dạ, yeah, hai cây gậy đó là đi bán số. Dạ. Hai cây gậy hai bên nè. Dạ, dạ. Chứ không phải không có hai cây gậy đi không được. Đi không được. Vì cái giò gậy đi ba khúc vậy, vậy nó nhức. Dạ, dạ. Hai cây gậy Trường Sơn của bà đây ha. Ừ. Đó, xếp không? Hai cây gậy. Không thấy bạn cỡ khổ quá. Nè, bó thấy cái giò nè, tốt là gì? Bó thì gãy á, bó thì đây lên đây nè. Là bà... gãy á, xe đụng á. Xe đụng. Rồi năm mà tháng 7 mà tới tháng 11 mới cắt luôn. Dạ. Rồi làm mũ. Rồi cháu của bà là chở đi bệnh viện rồi. Dạ. Là có ai chở đi? Ta chở quen á. Người quen ta chở đi dạ, bệnh chở viện. Chở đi chích thuốc. Chích thuốc hả? Người ta ở dưới ông thầy gì đó. Người ta nói thôi giờ bà không có tiền tôi chở đi dùng. Dạ. Rồi chiều trở về. Dạ. Hôm nay bà qua tệ. Coi như là gia cảnh của bà quý vị, là bà với một người cháu trai là cháu ngoại của bà đúng không? Là bà thường ngày là công việc của bà là phải đi bán vé số để nuôi một cái người cháu trai đó, bởi vì cái người cháu trai thì hôm nay ba mấy tuổi bà? 30 tuổi Thìn là 32 tuổi hả? Và cái người cháu trai thì lại bị giống như là bị bệnh tâm thần đó, bị tâm thần nhẹ thôi chứ không phải là quậy phá gì. Cho nên là anh cũng không có làm gì để mà ra tiền được, bởi vì cái tâm thần thì vậy thì đâu có ai mà thay mướn đâu đúng không chị? Dạ, cho nên là cuộc sống của hai bà cháu thì cũng rất là khó khăn. Dạ. Nó mặn thì nó mặn, mà nó nhỏ nhẹ nó mặn. Dạ. Mà nó chẳng là nó không mặn. Dạ. Cũng như nó cái đầu óc nó không được thấy. Để bà thuê phòng ở đây là một tháng bao nhiêu tiền? Phòng trọ này á. Phòng trọ và nước và đồ bà chủ nhà. Dạ. Thế cho nghiệp 800 mấy. Dạ. Mà bà đồ đạc của bà không có cho mượn. Đồ đạc cho mượn hết, tủ bàn ghế rồi tivi đi cho mượn hết. Bây giờ cũng như của bà Dư ra bà đem qua đây. Dạ. Cho coi bên bà vậy đó. Điện nước đồ luôn là tật cũng khoảng 800 đến ngoài ha. 900. Dạ, coi như gần 900 tháng. Rồi bán làm sao đâu có đủ. Dạ. Bà ở phòng trọ này là bao nhiêu năm rồi bà? Bà nhớ không? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Mà điều ổng chết, ổng ngồi bàn thờ. Dạ, ổng ở trên đó bà, ổng ngồi trên đó hả? Dạ. Dạ. Ngồi bàn thờ đây. Cái bữa mùng 2 Tây này đám dỗ nè. Gì hả? Là bà có mấy người con bà? Có mình đứa gái mà chồng nó bỏ đi rồi chết rồi cái nó buồn nó đi mất tiêu luôn. Ủa sao buồn đi mất tiêu là không về ở với bà hả? Cũng vậy nó buồn á, buồn tình á, chồng nó bỏ nó rồi nó buồn tình đi. Vì sao không về ở chăm lo cho tiếp cho bà? Có một người con gái thôi mà. Không biết nó chết sống rồi thế nào. Vậy là không liên lạc được luôn hả chị hả? Không vậy sao? Nó không máy rồi, vậy hả? Mà cái tinh thần của bà có được ổn định không? Cái người gái bà, tinh thần có được ổn định không? Cũng bị gì luôn hả? Cũng bị không được bình thường hả? Dạ, nó bị tai biến. À, rồi bây giờ không biết cổ đâu luôn. Không biết. À, thành ra nếu mà con nghĩ mà nếu mà cổ mà còn sống thì tìm. Chắc có lẽ cũng phải tìm mẹ chứ, là đâu có bỏ mẹ được. Vậy là bây giờ bà cũng không biết tin tức của người con gái bà luôn. Rồi đấy là cái người con trai của cổ cho bà nuôi tới giờ luôn đó hả? Dạ. Ai vậy là bà cậu vô chơi rồi. Dạ, không có cái này em có con em con. Vậy hả? Dạ. Hồi năm ngoái nó lại nói mấy tháng trước nó lại xăm tôi còn mạnh lắm. Dạ. Mà năm nay quá trời. Hôm nay không mới khoảng hồi mấy tháng à? Tháng 4 tháng 5 này thôi à. Ừ. Cũng mấy tháng rồi cũng mới lại. Mấy tháng nó bây giờ quá tệ. Dạ. Bây giờ còn xương da không hút hình. Ốm quá. Nó còn xương không. Rồi bây giờ ăn cơm được mấy chén bà? Một chén. Có khi ăn có khi không có ăn. Gì hả? Ăn chén rồi sáng đi bán là uống chút nước rồi thôi rồi nhịn đói rồi nấu cơm ăn chứ đâu có tiền đâu mà ăn như người ta. Dạ. Là sáng ta đi lên bán nè, người ta uống cà phê. Dạ. Người ta ăn này ăn nọ, người ta mới đi bán, còn tôi sáng đâu có ăn gì đâu. Sáng lên uống ly cà phê đen rồi thôi rồi đi bán. Sao bà không ăn? Sao bà không ăn? Không có tiền. Hả? Bán được có 50-60 rồi về đóng tiền nhà nữa, trọ rồi mua gì mà ăn. Thành ra không có tiền ăn sáng hả? Dành... Đâu có đâu. Gì hả? Bán cũng như được có 100 đi. Rồi tiền xe nè.
rồi về đóng tiền nhà trọ rồi mua đồ ăn, rồi đâu có tiền đâu ăn, ăn không có tiền. Vậy hả? Ăn là sao thiếu tiền? Ăn rồi thiếu tiền nhà trọ là một, với hai nữa không có gì mua gì về nhà ăn. Ừ. Nhà trọ là bà có thiếu tiền người ta nhà trọ không? Hiện giờ á? Còn. Hả? Còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu bao nhiêu bà? Đây là nói ra thì bà được lắm. Còn thiếu 2 triệu. Thiếu 2 triệu tiền nhà trọ. Mà bà không có nói gì chứ, bà nói chuyện nào mà có thì đóng nhiêu đóng. Gì hả? Dạ, bà cũng như coi tôi là cũng như người thân ha. Người thân vậy, bị ở đây là không có tham lam, không có gì chứ. Dạ. Có mượn tiền bà đi lấy số về trả. Rồi tiền nhà trọ thì có đưa nhiêu đưa. Còn dạ, không có để đó đi. Rồi từ từ có tiền thì trả bà. Dạ. Nè, cái gãy răng hết trơn. Thành ra là cũng nó giật này, giật cái số gãy răng hết trơn nha. Giật cái số nữa bà, bây giờ cái số nữa. Ờ, đi á, nó giật kia nó thì đòi la lên kia nó cây nó được sao nó chụp lại được. Tờ nè, cái giật té lớn tuổi đi bán cái số gì còn thêm bị giật cái số nữa thì nè, cần chống gậy đi rồi rung rung vậy nè, rồi cái nó đi ngang cái nó được coi giật giật chạy chạy rồi la lên thì nó chạy mất rồi. Trời ơi, trời khổ thiệt, khổ ta ơi. Quá khổ. Đã khổ gì bán cái số rồi già cả mà tụi nó còn không tha nữa ta. Nó giật mấy người già vậy nè, chứ mấy người trẻ nó đâu dám giật. Dạ, coi như già yếu chống gậy thì nó giật để mà gượt theo không kịp á ha. Nó võ không đa, nó chạy mất rồi nó sang lại nó lấy tiền, còn mấy người mạnh nó đâu dám giật. Dạ. Đó, nhà có cặp gậy của cái ông đó ở đâu không biết nữa. Ông đi về chùa, cái ông thấy cầm hai cái cây rung qua cái ông cho. Dạ. Cũng cho cái hộ thân tới ra. Dạ. Dạ, sáng đi cái là mang ra đôi giày vậy đó. Ta cho đôi giày đó mang vô rồi chống hai gậy đi. Dạ. Đi lên đón xe buýt đi. Thôi bây giờ hôm nay thì con đến thăm bà. A Di Đà Phật. Thì con cũng xin gửi số tiền 300 đô. Dạ, để giúp cho bà ơn. Là 6.9 triệu. Dạ, quá mừng. Thì bây giờ bà trả tiền phòng trọ cho ta 2 triệu đi. Dạ. Còn là 4.9 triệu thì để làm vốn bán số với hộ thăng. Dạ, cảm ơn nhiều. Được lắm. Không? Dạ, được, cảm ơn nhiều lắm, cho nhiêu cũng được. Gì hả? Quá mừng. Dạ. Bà còn nhớ bạn Thành Nguyên có lại lần rồi. Vừa rồi thăm bà không? Có. Nha. Yeah. A Di Đà Phật. Dạ. Thành Nguyên đi về bệnh. Dạ. Thành Nguyên mới đi về bệnh nói như kiên nè. Yeah. Nếu mà thằng đen á có bị gì cho nó. À, vâng, Thưa Dũng Thái kính chào tất cả quý vị. À, ngày hôm nay Thưa Dũng đang có mặt tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc để thăm lại bà Sáu Kiếm. Năm nay bà 83 tuổi. Thì cuộc sống mưu sinh hàng ngày của bà là đi bán với số dạo ở tại thành phố Châu Đốc. Cũng như mỗi một ngày thì bà bán 50 tờ và chân của bà thì đã bị gãy và bà phải chống tó để mà đi bán số để mưu sinh quý vị. Thì bà phải cu mang nuôi thêm một cái người cháu trai của bà là 32 tuổi. Cái người cháu của bà thì tinh thần thì cũng không có được ổn định bình thường, bởi vì mang trong người một cái chứng bệnh giống như là tâm thần vậy, mà bị cũng bị nhẹ thôi chứ không phải là nặng đến mức mà phải đi trong ngoài đường, đúng không bà? Dạ. Và cũng còn ở trong nhà với bà. Dạ. Nhưng mà đôi khi thì phát cơn lên lúc nào không biết, đúng không? Dạ, thì hôm nay con đến đây con xin thay mặt bạn kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương đã gửi cho con số tiền 300 đô. Dạ. Là 6.9 triệu của một mạnh thường quân tên là chị Nguyễn Kim Thanh. Dạ. Chị Nguyễn Kim Thanh Minh ở bên Hoa Kỳ. Dạ, gửi cho bạn Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương là 300 đô là 6.9 triệu. Thì bạn Thành Nguyên gần đây thì bạn đã về miền Trung cho nên là cũng không có thời gian để mà về lại miền Tây để trao cho bà. Thì Thành Nguyên là bạn thân, nhờ con đến đây để thăm bà và trao số tiền của chị Nguyễn Kim Thanh ở Hoa Kỳ ha. Gửi cho bà 6.9 triệu. Dạ, 1 2 3 4 5 6 6 triệu với 900 ngàn bà ha. Dạ. Quá mừng rồi. Thì bà có số tiền này trước mắt là bà trả tiền phòng trọ 2 triệu đi. Dạ. Còn giữ là 4.9 triệu. Dạ. Là để làm vốn chứ để cơm gạo hàng ngày. Dạ. Thuốc men nha. Dạ. Lớn tuổi rồi. Con nói là bây giờ bà quá tệ. Dạ.
đó người ta nói bà quá yếu năm nay. Dạ. Nguyên thì rồi nó cũng ra năm mấy tháng trước đều có bà quá tệ. Dạ. Còn thấy ông năm nay bà quá yếu quá nè. Dạ dạ. Còn chưa với già. Thôi giờ cũng gán vậy nè. Con cũng khuyên bà. Con cũng khuyên bà rảnh rỗi bà cũng nên niệm Phật. Đó, niệm Phật. Niệm Phật cho cái tâm hồn trước là tâm hồn mình nó thanh thản không suy nghĩ nhiều. Yeah. Thứ hai nữa là mình cũng giải quả nghiệp nghiệp căn của mình. Dạ. Dạ, thế bà ha, cũng gắng lên niệm Phật đi. Ví dụ lớn tuổi rồi thì cầu giảng sanh cực lạc, Phật A Di Đà gia hộ cho bà nha. Dạ. Chúc bà giờ sức khỏe. Lắm khi nha con, không phải nói bà nói quá khổ vậy cho tôi chết, mẹ nó kêu rồi sao người ta giàu người ta chết quá uổng, tôi nghèo quá mà không cho tôi chết. Vậy hả? Mấy ông kia cười chết thì sao nói bà già rồi chết không? Thôi. Chết thì chết sống thì cũng có số hết. Nói số là tự động mình đi à. Công an nói dạ. Tại cái số của bà Diêm Dương chưa cái giấy. đúng rồi, chưa cái giấy. Chưa. Dạ. Cái giấy văn trên văn cỏ nè. Giấy, giấy trên cũng cần cái gì hết trơn. Thôi bà gái nhìn sức khỏe nha. Con xin chào bà. Dạ, Tiến Dũng cảm mừng ơn. Mừng. Dạ, Tiến Dũng xin cảm ơn chị. Dạ, tôi xin thay mặt, không có gặp cô. Tôi xin thay mặt cảm ơn cô gì đó cho tiền á. Dạ, Tiến Dũng xin cảm ơn chị Nguyễn Kim Thanh ở bên Hoa Kỳ đã gửi giúp cho bà 300 đô nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Xin kính chào, kính chúc cho gia đình chị luôn giờ sức khỏe. Dạ. Và công việc thì làm ăn thuận lợi. Và Tiến Dũng xin chào tất cả quý khán giả của... Thời ơi, con ghé bà... Hồi tháng 4, tháng 5 con ghé thăm bà hai lần rồi mà bà quên hả? Hồi nãy đi vô mùa hai vậy trời, cậu gió mà... Rồi, Tiến Dũng xin kính chào tất cả vị nhé. Hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo. Và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Tiến Dũng nhé vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ai đi đâu phải cảm ơn. Dạ. Quá mừng.